chúng tôi xin giới thiệu hai phương tiện di chuyển của các bạn như sau. Thuyền nè. Nè, đón cho thấy vô du thuyền. Tại vì biển đẹp mà. Khí cầu cũng được, bye bye rồi. Khinh khí cầu, hay chưa? Khinh khí cầu, hay chưa? Tôi nói đánh logo thôi. Cái logo chương trình. Cái logo chương trình. Ủa nhưng mà khinh khí cầu đi lâu lắm em ơi. Lâu lắm. Mà em sợ độ cao nữa. Chuẩn bị hành trang. Ủa? Đó, hai lựa chọn đó. Hôm nay sẽ đòn máy bay. Ê, hoặc là mình chơi cái gì, ai mà chơi thắng được đi máy bay hay sao đó. Rồi chơi su su rồi đi xe đò nha. Tập trung chơi mấy em ơi. May mắn cũng là một loại năng lực không thể thiếu với mỗi thành viên hai ngày một đêm. Bây giờ chúng ta sẽ có những trò chơi nho nhỏ để kiểm tra năng lực. Thần xui Đức Minh đã tái đường. Chơi game nào cũng xui. Không, không, em hơn rồi. Quy, Quy ngày xưa khác rồi. Em ngày xưa khác rồi, đừng tìm em nữa. Bây giờ em hên rồi. Kiếm dễ nha. Wow. 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 Anh nghe mùi ạ. Anh bị viêm xoang không nghe được gì hết á. Trong 6 ly này có 1 ly là cà phê. 5 ly còn lại có công thức pha chế đặc biệt. Người chọn và uống đúng ly cà phê sẽ nhận được tấm vé máy bay đầu tiên của chương trình. Hồi xưa em hay xả vẽ lau bảng trong lớp á, cục màu này này. Thiệt. Nhưng mà bây giờ chọn ai chọn trước là được được. Nhiều khi người ta biết số không? Anh chui hay sao? Hay là bánh sushi chọn nè. Bánh sushi đi anh. Sushi đi anh ơi. Sushi đi anh. Nhiều rách bị nha. Nhiều rách bị. Nhiều ra ít bị. Năm. Ok, số 2. Bậy ơi, sai ơi. Số 1 đi. Số 1 đi. Số 1 với Lâm. Trời ơi Lâm ơi. Anh Giang. Chiến. Số 4 đi anh Giang. Những cái ly này á là những ly tổng hợp nè. Tôi chọn ly cà phê. Người đầu tiên nhận được tấm vé máy bay của chương trình 2 ngày 1 đêm. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này phải quan sát mấy đứa. Ôi, ăn cái gì vậy nhỉ? À. Rồi giờ sao? Trong số 12 viên chè trôi nước ở đây có 4 viên chè có mùi vị độc đáo. Các bạn sẽ lần lượt chọn ăn, mỗi lần một viên. Thành viên liên tục ăn được những viên chè bình thường sẽ là người chiến thắng tiếp theo trong trò chơi này. Bốn viên chè không phải mùi độc đáo đâu, có mùi gốm đó. Cái này có qua sẽ bị trọng chắc luôn. Húp nước cốt luôn em. Cho nước. Nó trôi. Em rồi, em rồi. Em rồi, nước mắt ra luôn rồi. Em. Em rồi, em rồi. Em rồi, nước mắt ra luôn rồi. Em. Nước mắt đã nóng không rơi tình giọt. Mọi người nha, con mắt đang đỏ nha. Chuẩn bị sạc nè. Con mắt đang đỏ nha.
chuyện nổi thả ra đi cưng. Ừ rồi giờ giấu luôn đi, giấu rồi giờ giấu luôn đi, giấu cái chén đi đem về nhà xài luôn. Tôi nghe thoáng nghe từ đâu hướng wasabi. Wasabi nghe hải sản chấm wasabi. Wasabi mà cái dạng, wasabi mà cái dạng tiếp á, bộ cái đó nó hổn, nó cay hổn lắm. Nãy em gán gồng mà em giả bộ chén đó chén bình thường mà gồng không nổi. Không nổi chết rồi. Tới em đúng không? Một câu chuyện đơn giản ngọt lương trí, chúng tôi đã chọn được chén này giá an toàn rồi. Lui chắc chắn luôn. Để anh phán cái coi, thằng nhỏ hay xui á, hay phán lắm. An toàn. An toàn hả? Anh đừng có dập. Đi chang anh Giang ơi, em đi máy bay được rồi. Em là bận đồ trùng với màu rừng. Trùng với màu rừng. Ý là em thể hiện một người rất thích nghi rất là tốt với không gian và thời gian. Hôm nay mặc màu xanh của lá rừng. Màu xanh của hoa sao vậy? Chứ phải mặc màu xanh của lá. Em ước gì em ta qua nạn khỏi. Ăn nha. Ăn nhiều được phước. Chè trôi nước ăn nhiều được phước. Trời ơi. Trời ơi. Nguyên cái nhân màu xanh luôn. Cho em hỏi là ai em nấu này mà ác quá vậy? Trời ơi, nguyên cái nhân màu xanh luôn. Ai nữa? Con này nhẫn nhá nè anh. Ai làm đồng cụ? Ai vậy? Ai? Phúc. Đúng vậy. Đòi là Phúc à? Cho đòi Phúc. Phúc ơi, sao vô Phúc vậy Phúc? Phúc ơi, sao tên Phúc mà đối xử với anh em như vậy hả Phúc? Ủa vậy tới anh hả? Tới anh, anh. Nó đã, nó đã. Nhắm mắt, hả hồng, hút cái nước. Hút cái nước đi. Ủa cho ăn đi chứ, kém giờ thời gian hoài vậy. Mạnh mẽ lên, cắt nửa mi đúng rồi. Anh em mà, anh nói em là em mà. Em. Rồi, chặt đầu. Xong rồi. Xong rồi. Wow. C. C. Em. Kiếm chỗ. Em ơi. Rồi. Phải không? Đại diện cái miệng màu xanh kìa. Hả miệng ra coi. Không. Em, nhìn là biết em rồi. Con mắt không đỏ là em. Số 5 á. Số này nè. Số này nè. Lắm. Số 8 Lâm. Số 8 là Phát. Là tới 7 là lên máy bay. Đó rồi, là. Rồi, vô. Nhất nhị. No. Chưa cho em đổi nè. Cái gì? Ta nói rồi đừng nghe kẻ địch. Vô đi em. Bé wasabi nha. Cắn cả cho mọi người thấy nè. Trời anh sai hoài. Trời ơi màu xanh nó ứa ra luôn. Đúng rồi. Xanh hùng hồn luôn. Tiếp tục nha mọi người. Ấm tay. Em ăn. Từ từ cho mày. Cái này không? Rồi ok. Ủa? Muốn bà quỷ. Vậy là anh. Thấy chưa? Khỏi ăn mọi người biết rồi. Không có nha. Gặp nữa luôn, cầm nữa luôn. Lấy hên. Không có nha, không có đậu xanh nha, toàn qua sẽ bị nha. Mì không nha, bé mì nha. Baby. Rồi Hiếu ơi. Dạ. Qua đây đứng, mấy người thắng đứng bên đây. Dạ đúng rồi. Nói chung là cái cảm giác của chiến thắng nó hơi ngọt ngào. Ê, vậy mình còn một ván nữa thôi. Đây lấy hên, lấy hên. Rồi, là cái này đâu nè, cái này là nhìn rồi chứ không có được rờ nha mọi người. Trò chơi trứng sống trứng chín cũng là một trong những trò chơi đặc trưng của 2 ngày 1 đêm. Trong số 24 quả trứng ở đây có 18 quả trứng chín và 6 quả trứng sống. Các bạn cũng sẽ lần lượt chọn cho mình một quả trứng và đập vào đầu. Hả? Đối phương. Không. Hai đập chứ. Không, đập vô người hai người không chơi đó. Em nghĩ là như vậy tốt. Bậy. Cái trứng sống á là thua nhưng mà được cái đỡ đau. Cái trứng chín á là đau nhưng mà đỡ thua. Không sao, em thắng. Đây nè, vô. Em đây. Ba người đầu tiên chọn phải ba quả trứng sống sẽ mặc nhiên trở thành hành khách trên chuyến xe đi Kiên Giang của chúng tôi. Mời anh. Ủa mặc nhiên lận hả? Đúng rồi, hết vé rồi. Còn vé cuối thôi anh. Còn vé cuối thôi mà. Ủa chị không nói sớm. Ủa là sao vậy? Nói gì vậy? Là cái này ai đập sống là đi mấy đi gì vậy? Kêu chỉ đi xe. Đi xe đó. Đập sống là đi xe. Đúng rồi. Mấy tay lánh làm cái gì mệt mỏi quá tự nhiên kêu anh đập sống đi. Trời ơi. Bộ giận. Sống chắc luôn. Em tin. 2, 3.
Trời ơi. Ủa sao hay vậy, sao anh trượt á? Mà anh là người xí trước hay vậy? Anh thấy nó có gân, anh tưởng nó bị nứt, ai ngờ nó là cái gân máu chứ không phải là cái vỏ bị nứt. Nó đó. Là xài chính là xong. Chính đó. Rồi, quay ép. Rồi. Ê, quay không được là hiểu rồi, biết rồi đó. Mày chơi em đi. Quay không được là hiểu rồi. Gia đình rồi. Wow. Ủa, lại có hai vé rồi đó hả? hai vé sinh đồ rồi đó. Được, cái đó được. Mạnh dạng lên nè. Trời ơi. Còn bao nhiêu trái, bao nhiêu sống? Qua luôn. Trời ơi, cái này là chấn thương sọ não. Có sống, trái sống thôi. Mày đi Nam đi anh. Đây. Say. Trời ơi. Đừng hướng đau đầy anh. Mà anh đập anh xịt bên anh thôi. Đồ toàn đồ mượn không à. Mà anh xịt lum ra vậy. Đồ này là cái bộ vest cưới của tôi với vợ tôi đó trời. Có vậy hả? Thiệt luôn hả? Trời ơi.